Kính thưa quý vị, lần nữa quý vị sẽ được nghe những câu trả lời thật duyên dáng, thật mặn mà của các thí sinh. Thưa cô, nếu cô lập gia đình, cô thấy điều gì đáng quan tâm nhất để giáo dục con cái trong cuộc sống tại hải ngoại và tại sao? Thưa quý vị và ban giám khảo, chuyện đời của em thì chưa tới đó, nhưng nếu khi lập gia đình thì em nghĩ rằng điều đáng quan tâm nhất để giáo dục con cái tại hải ngoại là giữ cái lễ giáo, gia phong và nếp sống của một người Việt Nam. Bởi vì em thấy mẹ em vẫn thường dạy em như vậy luôn. Xin cảm ơn quý vị. Xin mời thí sinh số 11. Sinh số 11. Trong những loại hoa nào cô thích nhất và tại sao? Mai Thanh thích nhất là bông ngọc lan. Tại vì bông đó là rất là đẹp và dịu dàng. Cô Đinh Tuyết Linh, cô Linh cho biết trong suốt thời gian tập dượt và thi tuyển cho kỳ thi Hoa hậu áo dài năm nay, cô có cảm nghĩ gì về những công việc làm của anh chị em trong ban chấp hành? Dạ thưa, Tuyết Linh nghĩ các anh chị em trong sinh viên Đại học Long Beach đã tốn bao nhiêu thời giờ đó, và hy sinh bao nhiêu thời giờ để giúp đỡ và tổ chức buổi kỳ thi Hoa hậu này. Tôi rất lấy làm hãnh diện và vui thích khi được vô kỳ thi Hoa hậu này. Và Tuyết Linh mong sao mỗi năm cái truyền thống này được giữ mãi. Xin mời cô Nguyễn Hồng Mỹ mang số 17 bước lên đấy đi anh. Cô, nếu cô được chọn để là một người phụ nữ hoặc là đẹp nhất, hoặc là giàu nhất, hoặc là thông minh nhất, thì cô sẽ chọn làm người nào và lý do tại sao? Xin... Kính thưa quý khán thính giả, kính thưa quý vị trong ban giám khảo, theo em nghĩ sắc đẹp chỉ nhất thời, sự giàu có nếu gặp sự không may rồi cũng trắng tay. Vì thế cho nên em xin chọn làm người đàn bà thông minh nhất. Trí thông minh trời cho sẽ giúp em giải quyết được nhiều vấn đề nan giải. Dùng trí thông minh đó, em có thể giúp cho gia đình và xã hội ở bất cứ hoàn cảnh nào. Xin cảm ơn quý vị. Mời cô Châu Thùy Dương bước lên. Thưa cô Thùy Dương, xin cô cho biết theo ý kiến cô thì thanh niên Việt Nam ở hải ngoại có nên tập nấu ăn hay không và tại sao? Theo Thùy Dương nghĩ là thanh niên Việt Nam ở hải ngoại nên biết nấu ăn. Tại vì nam và nữ đều là bình đẳng cả. Và nếu như mà phải nữ có thể đi làm được và về nhà phục vụ cho gia đình được thì Thùy Dương nghĩ là phải nam cũng có thể làm được. Xin mời cô Nguyễn Ngọc Vân. Thưa cô có tham dự vào các sinh hoạt chung của học đường và xã hội không? Tại sao? Dạ thưa, Vân rất tiếc rằng sau khi ra trường Vân chưa được tiếp sự của xã hội. Và tại vì Vân chưa được gặp các anh chị để hướng dẫn Vân vào các làm của xã hội, nhưng Vân mong sau khi đêm nay Vân sẽ được tiếp tục thêm làm cho xã hội. Xin mời cô Nguyễn Ngọc Hiền. Thưa cô, một người thiếu nữ Tây Phương mặc chiếc áo dài Việt Nam và một người thiếu nữ Việt Nam mặc áo dài Việt Nam thì ai sẽ là người thích hợp hơn và tại sao? Theo Hiền nghĩ thì người thiếu nữ Việt Nam mặc áo dài sẽ đẹp hơn, vì Hiền thấy người thiếu nữ Việt Nam có dáng người mảnh khảnh và tướng đi rất nhẹ nhàng. Còn còn người phụ nữ Tây Phương
thì dáng người hơi to và tướng đi rất là mạnh bạo. Xin mời thí sinh mang số 8, cô Phạm Ánh Nga. Xin cô cho biết trong các màu sắc, màu nào tượng trưng cho bản tính của cô và tại sao? Kính thưa ban giám khảo, kính thưa quý vị, trong những màu sắc thì màu hồng có thể nói là một màu tượng trưng cho bản tính của Nga, vì màu hồng là một màu rất vui tươi, dịu dàng, êm ái và là một màu rất là dễ thương. Và màu hồng còn có vẻ rất là ngây thơ và mơ mộng đối với các cô gái vừa mới biết yêu. Xin mời thí sinh kế tiếp, cô Nguyễn Thị Thu Hà. Cô Thu Hà, theo quan niệm của cô thì một thiếu nữ Việt Nam phải có những điểm nào để được gọi là một thiếu nữ đẹp? Kính thưa ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả, theo Thu Hà nghĩ rằng người cô gái Việt Nam mà được chọn là đẹp, trước hết phải có một khuôn mặt đẹp, một thân hình dịu dàng, uyển chuyển để đi theo y phục của người phụ nữ Việt Nam. Còn điều quan trọng không kém nhất là người phụ nữ Việt Nam không còn những đẹp mà còn phải có một tinh thần rất đẹp. Câu Việt Nam mình có câu tốt gỗ còn hơn tốt sơn. Xấu người đẹp nếp còn hơn đẹp người. Cảm ơn quý vị. Và xin mời thí sinh cuối cùng, cô Nguyễn Hoàng Thanh Huyền. Thưa cô, xin cô kể lại một kỷ niệm đẹp nhất của thời thơ ấu. Xin kính thưa quý vị và ban giám khảo, từ khi em 5 tuổi và bắt đầu em đã có trí nhớ cho đến lúc em về rời Việt Nam. Những kỷ niệm mà đáng nhớ nhất và đẹp nhất đó là một kỷ niệm đã được xảy ra hàng năm. Đó là mỗi sáng mùng 1 Tết, em được mặc những chiếc áo mới, đứng trước cha mẹ để mừng tuổi và được lì xì theo truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Qua một khung cảnh thật là ấm cúng, êm đềm của một gia đình. Đó là những kỷ niệm mà đẹp nhất và đáng nhớ nhất của thời thơ ấu của em. Xin cảm ơn. Chúng tôi thiết nghĩ rằng quý vị đã thấy tinh thần được thể hiện trong các câu hỏi và cách trả lời cũng như cung cách lời nói của những người đẹp đang hiện diện. Chúc quý vị, giờ phút còn lại, chúng tôi nghĩ những vị giám khảo mới là những người làm việc cực nhọc nhất